hôn trên phà cắt lái. Ôi, chào các bạn. Hiện tại là khoảng 5 giờ chiều ngày 25 tháng 2 2022 ha. Từ thị xã Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu chạy đến đây. Đây là huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai. Và phía trước mặt các bạn chính là phà cắt lái. Rồi, chúng ta cùng đi. Lần đầu tiên mình ghi hình phà cắt lái ha. Có thể hơi có gió chút xíu. Sao là mấy nhốt không thôi. Hồi bữa từ Sài Gòn mình đi Vũng Tàu, mình đi theo hướng của đại lộ Võ Văn Kiệt, qua hầm Thủ Thiêm, rồi Mai Chí Thọ, sau đó sao nữa quý, sau lộ Hà Nội, qua cầu Đồng Nai, tới thành phố Biên Hòa, quốc lộ 51, rồi tới thành phố Bà Rịa, rồi tới thành phố Vũng Tàu. Và bữa nay là đi theo hướng này, qua phà cắt lái. Không quá hả? Cây nước mía, trà tắc, cà phê, nước ướp lạnh. Nhà văn hóa ấp cắt lái. Ở đây bán vé luôn, thanh niên xuống phòng bán vé. Như vậy là hai người một xe là 5.000. Mitsubishi N300. Cái phà này giống như cái phà ở bên Cần Giờ, phà Bình Khánh đó, cũng là thanh niên xung phong họ thu vé này. Rồi đợi luôn. Tòa Thánh Tây Ninh, Thánh Thức Phú Hữu. Đó, cạnh bến phà. Đông nghẹt luôn. Cảnh xuống phà, lên phà, phà cắt lái. Cảnh xuống phà, lên phà cắt lái ha. Hoàng hôn rất là đẹp các bạn. Ồ, đẹp quá.
bên đây. Một chuyến phà nữa tới. Đẹp quá. Chúng ta lên phà. Liên tục luôn á, rất nhiều pha. Hoàng hôn đẹp quá. Rồi, pha đang di chuyển các bạn. Có thêm cái tầng trên nữa. Rồi, chúng ta sắp về tới Sài Gòn. Và hẹn các bạn một cái cung đường dài hơn nữa dọc theo miền Trung, từ Bà Rịa Vũng Tàu qua Bình Thuận, Ninh Thuận, Khánh Hòa, Phú Yên, Bình Định, Quảng Ngãi, Quảng Nam, Hội An, Đà Nẵng, Huế, Quảng Bình, Quảng Trị. Rồi, cảm ơn các bạn đã xem video. Hẹn gặp lại các bạn trong các video kế tiếp.
cái phần cái máy là lớn ghê ha. Cực kỳ nhộn nhịp. Rồi, Sài Gòn kính chào quý khách. Đây là Cát Lái, quận 2. Cả Cát Lái mà quá trời xe. Container.